mọi người, mình là Fixed đi. Thì hôm nay mình sẽ thông báo cho các bạn là sắp tới mình sẽ ra mắt một sản phẩm do chính mình sáng tác. Các bạn nghe thử nhá. Hỡi em yêu, vậy thì giờ đây bao đổi thay, anh chẳng thể mang đi thật xa, mang tình yêu, mang tình thương, vậy làm sao để mang nụ hôn cuối thu đang rơi, anh sẽ mang những hồi ức đành vội giấu hết trong mưa, thì người cũng sẽ mang em rời xa tầm rồi, để một người bao nụ cười từ lòng anh thương tư vì em một thời, sao chẳng thể bên cạnh người dù thu vẫn còn đó, nhưng mà em chẳng ở đây nữa rồi. Đón chờ nhá.